cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Virginia thực hiện để giải bày chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại, cũng như giải đáp những thắc mắc của quý thính giả về niềm tin của Cơ Đốc giáo. Chúng tôi cũng đồng ý với mục sư Billy Graham rằng chúng ta không thể dùng sự hiểu biết hữu hạn của con người để giải bày tất cả những gì Đức Chúa Trời đã mặc khải qua Kinh Thánh, cũng như giải thích tất cả những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng mời những vị mục sư, những diễn giả dày kinh nghiệm và được đầy ơn Chúa để có thể trình bày cho quý vị hiểu thấu đáo được lời của Đức Chúa Trời, hiểu được chân lý cứu rỗi. Rất mong quý vị theo dõi và giới thiệu đến thân hữu, bạn bè xa gần để họ cũng được nghe lời Chúa và được cứu như chúng ta. Kính thưa quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, cũng như quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành tại Virginia. Kính thưa quý vị, như thường lệ, chương trình của chúng tôi gồm có hai phần: câu chuyện hàng tuần và phỏng vấn giải đáp niềm tin. Trong đề mục câu chuyện hàng tuần ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện có tựa đề Đừng Đoán Xét, qua phần trình bày của Hà Vân, Nam Anh, Kevin Phạm và Mai Phạm. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Đừng xét đoán. Vừa nhận được điện thoại, nam bác sĩ vội vã tới bệnh viện. Ông khoác vội trang phục phẫu thuật và tiến ngay tới phòng mổ. Lúc đó, người cha của cậu bé sắp sửa phẫu thuật đang ngồi đợi tại cửa phòng. Vừa nhìn thấy bóng bác sĩ, người cha nói ngay: "Tại sao giờ này ông mới đến? Ông không hay biết con trai tôi rất nguy kịch sao? Thực lòng ông có trách nhiệm nghề nghiệp không vậy?" Bác sĩ điềm tĩnh trả lời: "Thật xin lỗi, lúc này không phải là ca tôi trực nên tôi không có mặt tại bệnh viện. Thế nhưng vừa nhận được điện báo tôi đến ngay đây, và lúc này tôi muốn tĩnh tâm một chút để chuẩn bị phẫu thuật." Người cha giận dữ: "Tĩnh tâm à? Giả như con của ông đang nằm trong phòng cấp cứu thì ông có tĩnh tâm được không? Nếu như con trai ông sắp chết, ông sẽ làm gì?" Vị bác sĩ lại mỉm cười trả lời: "Tôi sẽ nói điều mà ông Gióp đã nói trong Kinh Thánh: thân trần truồng, sinh từ bụi đất. Tôi sẽ trở về bụi đất, thân trần truồng. Chúa đã sinh ra, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Chúa." Những bác sĩ không có khả năng giữ lại mạng sống. Ông hãy đi và cầu nguyện cho con trai ông. Chúng ta sẽ nỗ lực hết mình và cậy trông vào ân sủng Thiên Chúa. Khuyên lơn người khác khi mà bản thân mình chẳng dính dáng gì, xem là quá dễ dàng. Người cha phàn nàn. Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Vị bác sĩ miệt mài vài giờ liền trong phòng mổ. Và ông rời khỏi phòng phẫu thuật trong niềm hạnh phúc. Cảm tạ Chúa, con trai ông đã được cứu. Nếu muốn biết thêm chi tiết, hãy hỏi cô y tá vừa giúp tôi. Không chờ câu trả lời của người cha, vị bác sĩ tiến thẳng và rời khỏi bệnh viện. Ngay khi nhìn thấy dáng dấp cô y tá xuất hiện, người cha nói ngay: "Loại người gì mà lại cao ngạo đến như thế kia chứ? Thậm chí ông ta không thèm dành vài giây trả lời cho tôi biết hiện trạng của con trai tôi." Cô y tá cúi xuống
tuôn trào nước mắt trong xúc động. Cô chậm rãi trả lời: Con trai duy nhất của bác ấy vừa mới qua đời do một tai nạn. Hôm nay bác ấy đang lo tang sự cho cậu. Thế nhưng vừa nhận được điện báo, bác ấy tới nghe để cứu con trai ông. Bây giờ bác ấy lại trở về tiếp tục lo hậu sự cho đứa con yêu dấu của mình. Suy gẫm, kính thưa quý vị, kết thúc của câu chuyện có thể đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của chúng ta bởi tấm lòng nhân hậu, thương người của một bác sĩ. Thật xứng với câu lương y như từ mẫu. Câu chuyện nói về hai người cha với hai tâm trạng khác nhau. Một người thì đứa con của mình đang ở trong tình trạng nguy kịch không biết sống chết ra sao. Một người thì đứa con duy nhất của mình vừa qua đời. Chúng ta có thể cảm thông với nỗi đau của người cha có đứa con đang chờ phẫu thuật. Nhưng thay vì năn nỉ và xin vị bác sĩ cố gắng cứu lấy con của mình, thì ông lại đưa ra những lời chỉ trích cay đắng khi chưa biết nguyên do vì sao vị bác sĩ kia đến muộn. Qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra được những bài học rất hữu ích cho cuộc sống của chúng ta. Bài học thứ nhất, vị bác sĩ là người tin kính Chúa, nên ông biết được tất cả những điều xảy ra trên trần thế này đều bởi ý Chúa. Dù ông là bác sĩ, nhưng trong câu nói của ông đối với người cha kia hàm ý rằng sự sống và sự chết nằm trong tay Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện và chờ đợi ân sủng của Ngài. Rồi ông trưng dẫn một câu trong Kinh Thánh, sách Chớp: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Chớp đoạn 2 câu 21. Ông đã mất đi người con, nhưng ông vẫn biết tạ ơn Chúa, vì biết rằng Chúa ban cho và Chúa có quyền cất đi. Với quý vị và tôi là những người tin Chúa, chúng ta có tạ ơn Chúa khi mình đang ở trong nghịch cảnh không? Với quý vị là những người chưa tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời mình, quý vị có bao giờ nghĩ rằng tất cả những gì mà quý vị đang tận hưởng là do Đức Chúa Trời tạo hóa ban cho không? Ngay cả sự sống của quý vị, mỗi khi rơi vào tình trạng khốn khó, chúng ta luôn kêu vang, cầu xin ông trời. Nhưng có bao giờ quý vị tạ ơn Ngài, và nhất là thờ phượng Ngài chưa? Lời Chúa phán trong sách Truyền Đạo đoạn 12 câu 1: Trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới, mà ngươi nói rằng, ta không lấy làm vui lòng. Truyền Đạo đoạn 12 câu 6: Lại hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra trên giếng. Nghĩa là hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa khi mình còn hơi thở. Điều mà quý vị cần làm để tạ ơn Đức Chúa Trời là nhìn nhận tội lỗi của mình, ăn năn và mở lòng tin nhận Chúa Giê-xu, bởi điều đó là đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bài học thứ hai, câu chuyện khuyên chúng ta chứ có đoán xét ai. Bị có đoán xét ai bao giờ chưa? Hay là bị ai đó đoán xét mình? Thưa quý vị, trong cuộc sống, có nhiều điều mà chúng ta không thể nào thông suốt và giải thích được. Chúng ta không thể hiểu hết được hoàn cảnh của người khác, nên chớ vội đưa ra những lời phê bình hay xét đoán. Lời chú phán trong sách Matthew 7, câu 1 tới câu 2 như sau: Các người đừng đoán xét ai,
để mình khỏi bị đoán xét. Vì các người đoán xét người ta thế nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy. Các người lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Và trong Cô-rinh-tô 4, câu 5, lời Chúa cho biết: vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bởi sự đoán xét thuộc về Đức Chúa Trời. Phục Trường 1 câu 17. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, là Chúa của muôn loài mới nhìn thấy hết mọi sự. Bởi lời Chúa cho biết, đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Điều này được chép trong Thi Thiên 24 câu 1. Và chính vua David đã kinh nghiệm được điều đó nên ông viết: hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết tôi ngồi lúc tôi đứng dậy, từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàn và sự nằm ngủ tôi. Quen biết các đường lối tôi, vì lời Chúa ở trên lưỡi tôi. Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Và Chúa Giê-xu phán: tóc trên đầu các người ta cũng đã đếm hết rồi. Tóm lại, chúng ta không nên đoán xét bất cứ ai. Hãy để sự đoán xét đó cho Đức Chúa Trời. Thưa quý thính giả, tiếp theo là phần phỏng vấn và giải đáp niềm tin. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và mục sư Trần Nhật Thành. Kính thưa quý thính giả, loài người đang sống trong thời kỳ cuối cùng, và Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời sẽ thi hành sự phán xét trên tất cả nhân loại. Và sự phán xét trên xảy ra từ lúc nào và xảy ra tại đâu? Tuy nhiên, trong giới hạn của thời gian, chúng tôi chỉ đề cập đến vấn đề sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với những người tin Chúa qua phần giải thích của mục sư Trần Nhật Thăng. Kính thưa mục sư, chúng tôi xin gửi đến mục sư câu hỏi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Cơ đốc nhân là những người tin Chúa. Vậy thì thưa mục sư, sau khi những người này chết, họ có chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời không, thưa mục sư? Để trả lời câu hỏi này, trong Roma đoạn 14 câu 10 và câu 12 có viết: vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Do đó, các cơ đốc nhân đều phải ra trước tòa án của Đức Chúa Trời để chịu sự phán xét của Chúa. Tuy nhiên, các con cái của Ngài ứng hầu trước Chúa là nhận sự ban thưởng theo cách họ đã sống và những gì họ đã làm, chứ không phải để định tội người tín đồ hoặc để xem họ có đủ tiêu chuẩn để vào thiên đàng hay không. Ai thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa của mình thì đương nhiên được cứu. Roma đoạn 8 câu 1 đã khẳng định. Cho nên hiện nay không còn có sự đón phạt nào cho những người ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Giăng đoạn 3 câu 18 cũng có nói như vậy. Như vậy, người tin nhận Chúa Giê-xu sẽ không bị định tội, nhưng vẫn phải trải qua một cuộc phán xét của Chúa về cuộc đời của mình kể từ khi tiếp nhận Chúa. Chúng tôi xin cảm ơn mục sư. Nhưng thưa mục sư, ai là người quan tòa để phán xét các cơ đốc nhân? Có phải là Đức Chúa Trời hay do một hội đồng gồm những người như là các sứ đồ giống như Phi-e-rơ hay là ông Abraham sẽ đảm nhận trọng trách này, thưa mục sư? Không ai khác hơn là chính Chúa Giê-xu, ngôi hai Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã tuyên bố: Cha cũng chẳng xét đoán ai hết,
nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho con. Giăng đoạn 5 câu 22. Tại sao Đức Chúa Cha lại trao quyền thi hành sự phán xét cho Chúa Giêsu? Chúng ta có lời giải thích ở câu 27. Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho con vì là con người. Con người, Son of Man, là thành ngữ rất đặc biệt trong Kinh Thánh, dùng để chỉ về sự Chúa Giêsu khi nhấn mạnh đến nhân tính của Ngài. Chúa Giêsu sẽ thực hiện cuộc phán xét mỗi cơ đốc nhân một cách công bình và đầy tình yêu thương. Vì Ngài là Đức Chúa Trời đã từng mang thân xác loài người, Ngài đã trở nên con người như chúng ta. Ngài đã từng trải những kinh nghiệm như chúng ta, nhưng Ngài không phạm tội như chúng ta. Và trên hết, chính Chúa Giêsu đã tự nguyện chấp nhận chết vì chúng ta. Như vậy, chỉ có Chúa Giêsu là xứng đáng và đủ thẩm quyền để xét xử loài người chúng ta mà thôi. Phao-lô đã nói, Chúa là quan án công bình, trong Ti-mô-thê thứ 2, đoạn 4 câu 7. Kính thưa mục sư, tôi có một thắc mắc là sự phán xét này xảy ra lúc nào? Có phải ngay lúc những người cơ đốc nhân này qua đời hay phải đợi một thời gian nào đó, thưa mục sư? Để trả lời câu hỏi này, Chúa Giêsu cho biết việc phán xét sẽ xảy ra khi cơ đốc nhân sống lại. Trong Luca đoạn 14, câu 13 và 14 có viết như sau. Xong, khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tật nguyền, què đuôi, thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có gì để trả lại cho ngươi. Đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả. Vậy, lúc nào người công bình là những người tin Chúa Giêsu sẽ sống lại? Trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4 câu 16 giải đáp như sau. Vì sẽ có tiếng lớn và tiếng của Thiên Sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ, những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Như vậy, những người công bình sống lại là lúc Chúa Giêsu đến trên không trung, kêu họ sống lại, và những người tin Chúa đang sống vào thời đó sẽ được biến hóa thân thể và cũng sẽ cùng với họ được Chúa cất lên không trung. Như vậy, Chúa Giêsu sẽ thi hành sự phán xét khi Chúa đến tiếp rước hội thánh lên trời. Chúa Giêsu phán, này ta đến mau chóng và sẽ đem phần thưởng theo ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc làm của họ. Khải Huyền đoạn 22 câu 12. Hiện nay chưa phải là lúc Chúa Giêsu thi hành sự phán xét đối với tín đồ. Chúng ta có thể thấy những chuyện bất công xảy ra trong cộng đồng những người tin Chúa. Ví dụ, có những người tin Chúa làm việc sai trái mà vẫn bình an vô sự, trong khi người kính sợ Chúa lại gặp nhiều khó khăn. Thưa mục sư có thể cho chúng tôi biết là trong Kinh Thánh có cho biết chính xác chỗ nào thi hành sự phán xét này không, thưa mục sư? Trả lời câu hỏi này, Kinh Thánh không cho chúng ta biết rõ ràng địa chỉ của tòa án này. Chúng ta được biết, chúng ta sẽ phải trình diện trước tòa án của Chúa. Như sách Roma đoạn 14 câu 10, vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Ngoài ra, phiên tòa xét xử cơ đốc nhân không diễn ra trên mặt đất, nhưng sẽ diễn ra tại một nơi nào đó trên trời, sau khi Chúa Giêsu đem chúng ta lên trời. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4 câu 17. Kế đến chúng ta là những kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa trên đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thưa mục sư, đây là một câu hỏi rất quan trọng, bởi vì lâu nay chúng tôi tin rằng nếu chúng tôi là những cơ đốc nhân, thì sau khi chết chúng tôi sẽ được về thiên đàng. Và hôm nay chúng tôi được biết thêm là chúng tôi sẽ ứng hầu trước tòa án của Thiên Chúa. Và thưa mục sư, trong lần xét xử này, mục sư có biết Chúa Giêsu dựa trên tiêu chuẩn nào và những điều đó có được báo trước để cho chúng tôi là những cơ đốc nhân sống
và giữ mình không, thưa mục sư? Dựa theo Kinh Thánh, tôi nghi nhận có một số tiêu chuẩn mà Chúa Giê-xu sẽ dùng để phán xét tín đồ. Thứ nhất, Chúa căn cứ vào động cơ thúc đẩy hành động của con người. Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 4 câu 5. Vậy, chớ nên xét đoán quá sớm. Hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ ra những sự giấu kín trong nơi tối tăm ra ánh sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Đức Chúa Giê-xu đã từng cảnh cáo người Pha-ra-si vì Chúa nhìn thấy động cơ thúc đẩy hành động của họ rằng các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi, vì sự người ta tôn trọng là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Luca đoạn 16 câu 15. Thứ hai, Chúa căn cứ vào cách chúng ta sử dụng tài năng Chúa ban. Trong Ma-thi-ơ 25, Chúa Giê-xu kể một ví dụ. Một người chủ khi đi phương xa trao lại của cải cho các đầy tớ mình. Mỗi người đầy tớ được nhận một số của cải khác nhau. Tùy theo khả năng của mỗi người, người nhận được 5 ta lân, người kia nhận 2 ta lân, người nhận được 1 ta lân. Khi người chủ trở về để tính sổ, người đầy tớ làm lợi cho chủ mình được chủ khen. Hỡi người đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Trong Ma-thi-ơ 25 câu 21. Trong lời khen, người chủ không chú ý đến nguồn lợi mà người đầy tớ mang đến, nhưng chú ý đến sự trung tín của người đầy tớ đó. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về cách chúng ta sử dụng ân tứ mình. Chúng ta sử dụng các ân tứ một cách trung tín sẽ được Chúa ban thưởng. Thứ ba, Chúa căn cứ vào mục đích của cuộc đời chúng ta. Nếu ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây trên nền ấy, thì công trình của mỗi người sẽ được tỏ ra. Ngài phán xét sẽ làm rõ ràng công trình đó. Nó sẽ được phơi bày trong lửa và lửa sẽ thí nghiệm giá trị công trình của mỗi người. Nếu công trình của ai xây trên nền được tồn tại, thì người ấy sẽ được nhận phần thưởng. Còn nếu công trình của người nào bị thiêu hủy, thì sẽ mất phần thưởng. Thứ tư, Chúa căn cứ vào sự tận dụng thời gian phục vụ của chúng ta. Mỗi cơ đốc nhân đều có khoảng thời gian trong cuộc đời mình để phục vụ Chúa. Khoảng thời gian này dài ngắn khác nhau, tùy theo từng người, nhưng bắt đầu kể từ khi tin Chúa. Điều quan trọng là phải tận dụng khoảng thời gian mình có để phục vụ Chúa. Như vậy, Chúa không căn cứ vào độ dài thời gian phục vụ của tín đồ, nhưng căn cứ vào sự tận dụng khoảng thời gian có để phục vụ. Thưa quý thính giả, mọi việc sẽ phơi bày ra trong ngày phán xét. Như vậy, để tránh tình trạng trên, Kinh Thánh cho chúng ta một giải pháp, đó là sự tự phán xét chính mình. Trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 31, Phao-lô có nói: nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình thì khỏi bị xét đoán. Để tránh khỏi bị Chúa xét xử trong ngày đó, chúng ta phải tự làm quan án cho mình ngay bây giờ. Chúng ta phải thành thật công nhận rằng mình đã phạm tội với Chúa, đã sống không đúng theo tiêu chuẩn Chúa dạy trong Kinh Thánh. Kế đến, ăn năn và xưng tội mình qua sự cầu nguyện. Sao hết, xin Chúa tha thứ tội lỗi của mình một cách thành khẩn và quyết lòng từ bỏ tội lỗi. Khi chúng ta thành khẩn ăn năn trước mặt Chúa, Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch tội hoàn toàn. Như vậy, chúng ta sẽ dạn dĩ đứng trước mặt Chúa trong ngày phán xét để nhận phần thưởng. Amen. Đời người nhiều khi Chúa ơi
mải mê tình đời, bỏ Chúa đi hoang. Đời người nhiều khi Chúa ơi, đôi khi bội tình đánh mất yêu thương. Con nay quyết tâm trở về, con nay quyết tâm trở về, chẳng dám khi nào phụ tình Chúa trên cao. Con nay quyết tâm trở về, con nay quyết tâm trở về, chẳng dám khi nào phụ tình Chúa trên cao. Đời người nhiều khi Chúa ơi, khổ đau từng ngày lạc bước lao đao. Đời người nhiều khi Chúa ơi, đã mang nỗi buồn đánh mất tin yêu. Trở về chẳng dám khi nào phụ tình Chúa trên cao. Con nay quyết tâm trở về, con nay quyết tâm trở về, chẳng dám khi nào phụ tình Chúa trên cao. Đời người nhiều khi Chúa ơi, giàu sang bạc vàng thì cũng mau qua. Đời người nhiều khi Chúa ơi, say mê cuộc đời quên lãng ơn Cha. Con nay quyết tâm trở về, con nay quyết tâm trở về, chẳng dám khi nào phụ tình Chúa trên cao. Con nay quyết tâm trở về, con nay quyết tâm trở về, chẳng dám khi nào phụ tình Chúa trên cao. Đời người nhiều khi Chúa ơi, đời bao muôn phiền lòng thấy chơi vơi. Đời người nhiều khi Chúa ơi, đôi khi thất vọng đâu biết van xin. Con nay quyết tâm trở về, con nay quyết tâm trở về, chẳng dám khi nào phụ tình Chúa trên cao. Con nay quyết tâm trở về, con nay quyết tâm trở về, chẳng dám khi nào phụ tình Chúa trên cao. Kính thưa quý thính giả, nếu quý vị muốn nghe lại chương trình này, quý vị có thể vào trang web của chúng tôi qua địa chỉ www.phatthanhtinlanh.net. Nếu quý vị muốn có CD hay thẻ nhớ của chương trình, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 703-232-6457 hoặc email cho Mục sư Trần Thái Sơn qua địa chỉ email msthaisơn@yahoo.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, chương trình Phát thanh Tin lành đến đây tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Nguyện xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước trên quý vị và gia đình. Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không gian dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mang. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con vui cao quý. Xin cho con trái tim xin ngàn